Xin chào các bạn. Hôm nay Quyên xin hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng bột rửa mặt CIA Herbals. Các bạn dùng một lượng vừa đủ vào trong lòng bàn tay, sau đó thấm nước từ từ và đánh hỗn hợp thành một hỗn hợp sệt. Thành phần là hoàn toàn thiên nhiên cũng như có chất kích dính cao, độ bọt nhẹ sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc sử dụng. Sau khi đánh thành hỗn hợp sệt, các bạn sử dụng trực tiếp trên da mặt và nhớ massage đều nhé. Bạch Phục Linh hoặc Thạch Thanh Mộc Hương Hoàng Bá, trà xanh và các thảo dược gia truyền khác cùng chất tạo bọt dịu nhẹ chiết xuất từ thiên nhiên. Bột rửa mặt CIA Herbals giúp lấy sạch bụi bẩn, làm sạch da, tẩy tế bào chết, cung cấp dưỡng chất thảo mộc giúp kìm dầu, ngăn mụn, giúp da trắng sáng. Và tất nhiên, hoàn toàn không có sử dụng hóa chất dễ bào mỏng da, gây kích ứng như các loại sữa rửa mặt thông thường, với thành phần hoàn toàn lành tính, rất phù hợp với các làn da nhạy cảm. Và các mẹ bầu hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng nhé.